Dạ, em xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái lô đèn điện giá rẻ ha. Em còn ở đây được vài cây á mọi người. Và nó, cái ngoại hình nó cũng đẹp, màu sắc nó cũng khá là ok ha. Thì ở đây nó có tầm giá chung với nhau là 2 triệu hết nha mọi người. Thì lô này nó có khoảng 5 cây ha. Thì ở đây, cây đầu tiên là một cây shader. Đấy, một cây shader nha. Cây này thì nó có hai màu mọi người, một cái màu xanh lá cây và một màu đen. Đó, viền màu đen nha, chủ thể là màu xanh lá cây. Đây là một cái dòng Tractocaster thôi mọi người. Và nó sẽ có 3 chiếc bít cúp single coil nha. 3 chiếc bít cúp single coil. Switch thì là 5 quay. À, 5 cái nấp gạt để mọi người có thể chuyển cái hệ tiếng của nó. Rồi, một tone và một volume. Đây là một cây Tractocaster thuần ha. Đó, bộ ngựa thì là màu đen nè. Đấy, body là màu xanh lá cây nha mọi người. Cái này thì nó khá là bóng cho nên nó chiếu đèn á mọi người nhìn thấy những cái ánh đèn không, nó chiếu những cái ánh đèn vô nó dạ lên chứ đàn thì không có bị gì hết nha. Đấy, không có bị ố sơn hay là không bị gì hết nha mọi người, nó chỉ bị dạ đèn thôi. Mọi người nhìn vô nè, bạn có thể nhìn thấy được cái máy ảnh của em nha. Đó, nó dạ gương á, là thấy được cái hình cái máy ảnh luôn. Rồi, mặt sau nè mọi người, mặt sau cũng rất là đẹp nha. Đó, màu xanh lá cây nha mọi người, ai yêu thích màu xanh thì có thể chơi cây này nha. Đó. Rồi, hardware là cái tuner, cái bộ khóa đi, bộ khóa là bộ khóa đen nè mọi người. Đó, bộ khóa đen theo đàn luôn nha, rất là đẹp nha, cần đàn nè, rất là bóng, đàn rất là mướt luôn. Về phím đàn thì rất là ok nha, phím đàn cây này không có bị mòn nha mọi người. Đấy, phím đàn cũng không có bị mòn. Rồi, cây số 1, cây này thì em bán với mức giá chỉ có 2 triệu nha mọi người. 2 triệu, và lô này thì toàn bộ là 2 triệu hết đó mọi người ơi. Đó. Tình trạng một cây 2 triệu như thế này thì rất là ok, rất là đẹp nha. Đàn thì em có tặng kèm bao, dây đeo và phím. Đó, ship toàn quốc cho mọi người nha. Rồi, mọi người có yêu thích cây nào và muốn mua cây nào thì có thể nhắn tin cho em thông qua Zalo hoặc là điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại nha. Thì số em có để trên màn hình nha mọi người. Đấy. Rồi, và cây số 1 có mức giá là 2 triệu. Sau đây em mời mọi người nghe thử âm thanh của cây này nha. Thank you.
số 2 nha mọi người. Đối với cây số 2 thì đây là một cái mẫu shoulder tiếp theo. Đấy, nhưng mà nó có màu trắng. Đây, cây này thì có body màu trắng, rất là đẹp. À, rất là đẹp nha mọi người, trắng là tinh khôi luôn đó. Đó, body màu trắng, không chày xước, không nứt vỡ gì hết nha. Đấy, tất cả rất là đẹp. Bích cúp cũng trắng, cái bích gua, cái mặt nạ nó cũng màu trắng và cái body màu sơn nó cũng trắng luôn. Đó, cây là trắng như tuyết vậy. À, rất là đẹp nha mọi người. Đấy, từ trên xuống dưới luôn, rất là đẹp. À, mấy cây này thì đều tuyển chọn ra hết á, là những cây đẹp nhất rồi đó mọi người. Đó. Còn cây này thì cũng có mức giá chỉ có 2 triệu nha, chỉ có 2 triệu cho cây số 2 này thôi. Đó, màu trắng rất là đẹp. Đây, đầu cần, shoulder và bộ khóa của nó này, bộ khóa rất là sáng bóng ha. Bóng lưỡng luôn. Cần đàn rất là thẳng mượt nha, cần đàn rất là mượt luôn. Đấy, body trắng nè, góc những cái góc cạnh không có bị xước, chày hay là cứng gì hết nha mọi người. Đó, rất là đẹp. Bích cúp cũng còn rất là sáng bóng nè, bộ ngựa phía dưới cũng rất là sáng luôn. Đấy. Rồi, 2 triệu cho cây số 2 này nha, và mời tất cả mọi người nghe thử âm thanh của cây số 2 này nha. Số 3 mọi người, thì cây này nó có một cái màu đen. Đấy, nó sẽ trái ngược lại với cây số 2 ha. À, cây số 2 thì là toàn bộ là màu trắng, thì cây này nó sẽ là màu đen. À, màu đen thì nó rất là, nhìn nó rất là sang mọi người, nhìn nó khá là sang ha. Đấy, nó khá là bóng cho nên nó dạ gương, dạ mấy cái ánh đèn nha mọi người, chứ nó không có bị ố vàng hay là bị chốc sơn gì đâu nha. Đó, rất là đẹp nha. Đây, nó dạ gương lại luôn nè, mọi người có thể nhìn thấy cái máy ảnh của em luôn ha. Đấy, cây này màu đen rất là đẹp, tình trạng cũng không có bị chày xước, nứt vỡ hay là cấn mốc gì hết nha. Đó, màu đen rất là sang mọi người. Và cây này thì có thương hiệu là Legend nha. Legend. À, bộ khóa nó cũng rất là sáng bóng luôn. Bộ khóa rất là sáng. Đây. Mấy cái nắp rô rồi của nó cũng rất là ok nè mọi người, không có bị nứt, không có bị gì hết nha. Rồi, vẫn là một chiếc Stratocaster với cái cấu hình ba cái single coil và cái switch 5 way ha, một volume 2 ton. Đây.
xịn sò nha, rất là đẹp. Đây này thì nó dính, nó bám vân tay lên mọi người, thì em vệ sinh một cái là nó sẽ sáng bóng lên ha. Đấy, màu đen thì rất là sang. Rồi, và cây số 3 này thì cũng có mức giá là 2 triệu nha mọi người. Và sau đây em mời tất cả mọi người nghe thử âm thanh của nó nha. Số 4 nha mọi người. Và đây là một cái cây khá là đặc biệt. Đấy, cây này thì có thương hiệu là Carrara ha. Đây, Carrara nha mọi người. Đấy, dòng này cái model của nó là Traditional Series ha. Đó, dàn phím nó cũng rất là ok nè, dàn phím không có bị mòn nha. Đấy, body thì là màu xanh bớt mọi người, một cái màu xanh bớt huyền thoại thôi. À, cấu hình thì vẫn là 3 chiếc single coil ha. Rồi, cái bộ ngựa nè, đặc biệt nhất là cái bộ ngựa mọi người. Mọi người nhìn cái bộ ngựa nó thiết kế rất là độc đáo nha. Đó, cây này là rất là độc lạ luôn. Độc lạ nhất là với cái bộ ngựa này nha. Đây, nhìn rất là đặc biệt nha mọi người. Rất là đặc biệt luôn ha. Bộ ngựa rất là đẹp. Đấy, màu đen thì là xanh bớt thôi, bình thường, không có gì đặc sắc ha. Đó, nhưng mà vân gỗ nó cũng khá là đẹp mọi người. Một cây trát có cái vân gỗ cũng khá là đẹp nha. Đấy, cần đan thì là cần maple thôi, bình thường, một chiếc cần maple. Và mặt cần là mặt rowwood nha. Đấy, rowwood nó sẽ như thế này. Ngoại hình thì rất là đẹp nha mọi người, đặc biệt nhất là ở cái phần ngựa này. Đó, mọi người sở hữu cây này về vừa chơi vừa sưu tầm nha. Phần ngựa này thì rất là độc đáo rồi. Rồi, cây này thì nó có cái nắp lưng phía sau nha mọi người. Tại vì là em lúc nãy em vệ sinh em tháo ra này, nó này, em chưa có lắp lại thôi. Khi nào mọi người có ai mua cây này thì em sẽ lắp lại cái nắp lưng cho mọi người nha, nhìn cho nó hoàn thiện. Rồi, cây số 4 với mức giá là 2 triệu nha. Sau đây mời tất cả mọi người nghe thử âm thanh nha.
Tiếp theo thì đến cái cây số 5 và cũng là cây cuối cùng trong cái lô ngày hôm nay nha mọi người. Thì cây này là một cái dòng Cedar luôn, nhưng nó đặc biệt ở chỗ nó là một cây có cấu hình HXX nha mọi người. Đấy, một cái cấu hình mà hiện tại bây giờ khá là nhiều người dùng ưa chuộng, bởi vì nó mang lại cho mọi người một cái sự đa dạng trong cái việc chơi nhạc của mình ha. Đấy, có thể làm show, ví dụ như mọi người có thể đánh pop, rock, ballad được à, bởi vì nó có một cái single coil như thế này, ủa một cái humbucker và hai chiếc single coil như thế này, thì nó hỗ trợ cho mọi người chơi được đa dạng dòng nhạc hơn đó. Rồi, mà cái này thì nó vẫn là một cái màu sunburst huyền thoại thôi mọi người, một cái màu 3TS ha. À, tuy nhiên nó sẽ có một vài cái vết xước nhẹ mọi người, một vài vết xước nhẹ giống như chỗ này đây, ngoài cái vết cứng nha, cái vết cứng đó. À, cái chỗ này phải cứng không ta, chỗ này thì em gờ vô nó khá là liền lạc mọi người. Cái này chắc không phải cứng này, do cái lớp sơn, do cái sơn của nó thôi đó, em gờ tay vào thì nó khá là liền lạc nha, nó không có bị lủng. Rồi, và chỗ này đây à, thì nó có một vài cái vít cứng nhỏ như thế, thì nên em bán cây này với mức giá cũng chỉ có 2 triệu thôi, 2 triệu cho cây Trash HXX nha. Rồi, Cedar Trash HXX với mức giá chỉ có 2 triệu, màu đàn rất là đẹp mọi người, màu đàn rất là đẹp luôn à, màu sunburst 3TS hay gọi là màu cánh gián đó mọi người à, còn thường hay được gọi là màu cánh gián nha. Cây số 5 giá là 2 triệu và sau đây thì em sẽ test âm thanh của cây số 5 này, mọi người cùng nghe nha. Và đây cũng là cây cuối cùng trong cái lô ngày hôm nay á, cho nên mọi người xem video tới đây để lại cho em xin một like cũng như một lượt đăng ký kênh nha mọi người. À, em có tạo một cái group Zalo thứ hai rồi, thì cái group đầu tiên á mọi người có nhiều anh em không có vào được ha, mọi người có nói với em là group nó đầy không có vào được, cho nên bây giờ em có tạo một cái nhóm thứ hai, nó y chang như nhóm số 1 vậy đó mọi người. Thì cái đường link em có để ở phía dưới phần mô tả nha, mọi người cứ click vào trong đó xong rồi mọi người tham gia nhóm là được. Thì hàng ngày em sẽ chụp hình và đăng những cái mẫu đàn nè, âm ly nè, phơ nè, những phụ kiện hoặc là đàn gì đó lên trên đó hết, đăng lên hai group song song luôn để mọi người có thể tiện tham gia hơn nha, tiện theo dõi cái mặt hàng hơn để mọi người có thể lựa chọn. Rồi, và mọi người nhớ ấn cho em xin một like và cũng như một lượt đăng ký kênh nha. Và mọi người nhớ ấn cái chuông bên cạnh để thường thường á, hay buổi trưa em hay livestream, hay livestream dọn đàn với lại dọn xong rồi bán luôn á, mọi người có thể theo dõi nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.